Hello, xin chào tất cả các bạn thích sinh tồn của D2T. Bất ngờ chưa, hôm nay chúng ta lại gặp hai anh thất và bảy trong thử thách sinh tồn vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà và kiến trúc sư giả nghèo và cái kết. Bạn hãy cùng đón xem để tìm lời giải trong câu chuyện cảm cúm sổ mũi mà D2T sắp kể trong video này nhé. Ngày xưa có người đàn ông nghèo khổ phải sinh tồn giữa rừng rậm trong căn nhà gỗ tồi tàn, ăn gió uống sương, ô đó là anh Thất. Sáng sớm thức giấc bỗng thấy mình quá đẹp trai, anh Thất cầm cái xô đến dòng suối không trong để lấy nước, nhóm một đống lửa trên cái cầu cá, hóa ra anh đun nước nóng để tắm rửa, đóng cánh cửa có chữ subscribe như lời nhắc nhở các bạn sinh trai đẹp gái ơi nhớ subscribe cho D2T nha. Gội đầu, tắm rửa, bị côn trùng cắn trên chân, có vẻ lần này không chịu lắm nhỉ. Sau khi tắm xong, anh Thất nhanh chân mặc quần vào và ra ngoài bếp sưởi ấm để tránh bị cảm lạnh như câu chuyện của tôi đang kể. Số nước còn dư được tiết kiệm bằng cách lọc sơ qua và dự trữ. Trời xanh mây trắng, anh say nắng hay là say, có con nhện chân dài như siêu mẫu. Dùng 4 cây gỗ buộc xung quanh cột nhà cách mặt đất khoảng 1 mét, sau đó tiếp tục đặt những thanh gỗ khác lên. Hình như hôm nay anh Thất mở mắt sai cách hay sao mà đen thế, làm cái gì cũng dở dang như chuyện tình của đôi ta. Trời tối rồi, giờ là lúc đi săn mồi thôi. Anh Thất đánh một vòng bằng xe căng hải xung quanh để kiếm thứ lấp đầy cái bụng. Nhưng đen thôi đỏ là break vì chẳng có gì ăn nên anh Thất của chúng ta lại quay vlog. Hello, xin chào mọi người cùng đi hái lá với mình nha. Anh hái một ít lá bí ẩn về sau đó thả vào nồi nước đang sôi, sau đó cho thêm một ít ngũ cốc vào. Có lẽ không bằng lòng với bữa ăn đạm bạc này, Thất ca lại đánh thêm một vòng đến suối nữa để tìm cá ăn, thế nhưng mấy con cá về quê ăn Tết rồi nên anh tay trắng ra về. Trở về cái nhà như cầu cá cha, anh Thất ngồi ăn trong sự buồn bã. Thôi cứ coi như là cái số rồi, chúc anh ngày mai may mắn hơn nha. Tạm biệt anh Thất, chúng ta hãy đến gõ cửa nhà anh Bảy xem có gì. Nhưng thật cay đắng khi biết là, anh Bảy bỗng ngã từ trên cái võng bằng cây xuống, chắc anh ngày xưa cũng là quạt cứng của cô đây mà. Sau khi ngó nghiêng một hồi, anh Bảy nhanh chóng vác những cây gỗ to về và kiếm thêm một loại dây thực vật còn cứng hơn cước để gia cố. Và sau đây sẽ là lớp học làm ao cá trên mây của thầy Bành Văn Bảy. Bước 1, sử dụng một khúc gỗ dài bắc ngang qua hai cái cây, cách mặt đất 2 mét. Để test độ chắc, anh Bảy đã thị phạm một đường catwalk. Bước 2, buộc thêm hai cây gỗ tạo thành hình tam giác là tác giam, sau đó đặt những thanh gỗ ngang để chịu lực, cuối cùng làm thêm một chiếc cầu thang nhỏ xinh là xong phần khung. Tiếp theo, anh Bảy đã lấp đầy những kẻ hở bằng các thanh tre được chẻ đôi, sau đó dựng thêm chiều dọc khung khoảng 50cm. Đến bước 3 rồi nè các bạn, lấy rơm trộn chung với đất đã cho thêm nước ta được hỗn hợp bùn có rơm, hỏi khi đốt lên nó có cháy hay không. Tôi không biết, anh Bảy cũng không, chỉ biết anh Bảy đã dùng hỗn hợp đó để làm thành cái ao cá trên mây, 10 điểm anh ơi. Bạn có biết điều đáng sợ hơn vác một lu nước đi 10m và leo lên 2m là gì không? Đó là vác 100 lu nước đi 10m và leo lên 2m. Sau khi đổ đầy cái ao, anh Bảy lại tiếp tục đi bắt cá. Cá ơi cá à, cá vào lu bà, anh Bảy vừa đọc thần chú vừa bắt cá, kết quả được 8 con cá và một con ốc nhỏ xinh. Tiện tay, anh Bảy lấy thêm một đám thực vật thủy sinh mà tôi không biết tên về để trang trí ao cá. Thả cá và mấy cây thủy sinh vào ao và thế là một chiếc ao trên mây đã hoàn thành. Anh Bảy đi một vòng xung quanh trong niềm tự hào và hạnh phúc. Chà, lần này hiếm thấy anh Bảy không nhảy vào tắm chung với lũ cá. Anh kiến trúc sư giả nghèo của chúng ta bây giờ đã về vườn nuôi cá và trồng thêm rau. Còn các bạn sinh trai đẹp gái của D2T thì sao? Các bạn có muốn vào rừng sâu tận hưởng cảm giác sinh tồn với anh Thất và anh Bảy đẹp trai không? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé! Đừng quên để lại một like và một subscribe cho D2T để được ngắm hai anh đẹp trai sinh tồn giữa rừng nhiều hơn trong tương lai.